Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới. Vào chiều qua, tuyển Trung Quốc có buổi tập đầu tiên trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, chỉ nửa tiếng sau đó, ba cầu thủ gồm Gu Lei, Gu Xi và trung vệ Nhật Tịch Tiat Browning đã ra về. Ban huấn luyện và các cầu thủ Trung Quốc khác vẫn ở lại sân tập đến khoảng 17 giờ. Về việc này, có một số trang tin ở Trung Quốc cho rằng các cầu thủ ra về sớm vì không thể tắm tại sân Hàng Đẫy. Ngoài ra, thông tin bài báo cũng cho rằng phòng thay đồ của sân đã khóa cửa, khiến các cầu thủ phải thay đồ ngay trên sân. Trước thông tin này, đại diện của VFF đã khẳng định sân Hàng Đẫy có chuẩn bị phòng thay đồ và nước tắm cho cầu thủ theo đúng quy định dành cho các đội tập luyện. Được biết, trước đó đội tuyển Trung Quốc đã cử đại diện đi tiền trạm để theo dõi cơ sở vật chất của sân Hàng Đẫy và quyết định không sử dụng phòng thay đồ hay phòng tắm của sân. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.